Đây là hoạt động do các ca sĩ, nhạc sĩ trong đội văn nghệ trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tại thành phố Hà Nội tổ chức nhằm mang đến những giây phút thư giãn giúp người bệnh quên đi nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu từng ngày, từng giờ. Ý tưởng mang âm nhạc đến bệnh viện ra đời cách đây hơn một năm. Và từ đó đến nay đã có 15 chương trình được tổ chức ở nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Người bệnh khi mà vào trong bệnh viện ấy, thì điều trị thì là kiệt cùng về sức khỏe, về tài chính, về tinh thần. Chính vì thế mà chúng tôi dàn dựng những tiết mục văn nghệ để phát tặng cho các bác và cũng hát cùng các bác để các bác có một tinh thần rất vui vẻ. Cộng thêm những món quà thể hiện cái tình cảm như người nhà đến thăm. Chính vì thế mà các bác bệnh nhân rất là vui, rất là hào hứng và chúng tôi sẽ duy trì các hoạt động như thế này. Đang xen màu blue trắng và những giường bệnh thường thấy là sắc phục của các cán bộ chiến sĩ công an đã tạo nên một đêm nhạc đầy cảm xúc. Chỉ với chiếc đàn guitar, nhưng với tấm lòng nhân ái, họ đã đem đến những lời ca giản dị, chân thành, sẻ chia. Sân khấu nhỏ càng thêm sôi động khi người bệnh cùng hát, cùng say sưa vỗ tay theo nhịp điệu. Những tiếng hát trong trẻo, ngây thơ của các bệnh nhi và cả những người có tuổi khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện đã thực sự trở thành món ăn tinh thần quý giá cho các bệnh nhân trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Đó cũng là chiếc cầu nối dài thương yêu, là chất keo gắn kết nghĩa tình giữa lực lượng công an với người dân.